Lưu ý là chúng ta không nên ra đường hay là cố gắng di chuyển khi mà thấy trời mưa dông mạnh. Hãy tìm những nơi tránh trú kiên cố an toàn và tránh xa các vật dụng kim loại. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời gian mưa xảy ra vào chiều tối mai. Trong đó mưa tập trung ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Và đây cũng là những nơi mà có khả năng cao, dễ đi kèm theo tố lốc, sấm sét hay gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa ngày mai tiếp tục cảnh báo mưa dông, dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết lại tốt lên, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ổn định cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Nỗ lực hỗ trợ cho con em Quảng Trị tại miền Nam. Chuyên đề thời sự, cần tuân thủ lịch thời vụ trong sản xuất lúa. Đà Nẵng sẽ nới lỏng một số hoạt động dịch vụ tại vùng xanh vào ngày mai. Quảng Ngãi kiểm tra tình trạng phá rừng đầu nguồn sau phản ánh của báo chí và dư luận. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức bộ máy Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ trung ương đến địa phương từng bước củng cố, phát triển, số lượng hội thành viên tăng lên đáng kể, thu hút được hơn 3,7 triệu hội viên. Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú và hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2016 đến năm 2020, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, Liên hiệp các hội đã triển khai nhiều hoạt động về học tập, quán triệt